Vào chiều ngày 26 tháng 5 năm 2024, tại chùa Nhân Hòa, ngoại ô Warszawa, Ba Lan, Trung tâm Văn hóa Tâm linh Việt Nam tại Ba Lan đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568. Chứng minh và tham dự có Đại đức Thích Trung Đạt, tri sự chùa Giác Đạo Cộng hòa Séc, Đại đức Thích Quảng Thức, tri sự Thiền viện Khánh An Cộng hòa Liên bang Đức và Đại đức Thích Trung Tịnh, giáo thọ sư chùa Nhân Hòa. Đại sứ Hà Hoàng Hải cùng phu nhân và cán bộ đại sứ quán, đại diện các tổ chức cộng đồng, đông đảo Phật tử và bà con yêu kính đạo Phật tại Warszawa, thành phố Łódź và đại diện Phật tử tại Cộng hòa Séc. Tại buổi lễ, sau lời khai mạc của ông Bùi Văn Dư, Chủ tịch Trung tâm Văn hóa Tâm linh Việt Nam tại Ba Lan, Đại đức Thích Trung Đạt đã tuyên đọc thư chúc mừng Đại lễ Phật Đản của Thượng tọa Thích Trí Chơn, trụ trì chùa Nhân Hòa, gửi đến toàn thể quý Phật tử và bà con yêu kính đạo Phật tại Ba Lan nhân dịp kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh. Phát biểu chúc mừng đại lễ, Đại sứ Hà Hoàng Hải ôn lại tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan trong thời đại dịch Covid-19, hỗ trợ người Việt tại Ukraine sang Ba Lan lánh nạn và gần nhất là việc hỗ trợ bà con bị thiệt hại do hỏa hoạn ở trung tâm thương mại Maribiska. Ông chúc bà con luôn khỏe mạnh, đoàn kết, hòa ái tương trợ nhau. Trong niềm hân hoan, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Ba Lan cũng đã phát biểu chúc mừng đại lễ và Đại sứ quán Hội Người Việt Nam tại Ba Lan cùng nhiều tổ chức cộng đồng khác đã có lẵng hoa chúc mừng đại lễ. Dịp này, Đại đức Thích Quảng Thức ban thời pháp thoại với chủ đề Ngày Đức Phật ra đời và quá trình hình thành phát triển của Đạo Phật tại Việt Nam cùng những giáo lý nhà Phật. Thay mặt ban tổ chức, ông Lê Văn Mừng, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Ba Lan đã gửi lời cảm ơn đại sứ và phu nhân cùng các cán bộ đại sứ quán, đại diện các tổ chức cộng đồng cùng các Phật tử và bà con yêu đạo Phật đã đến tham dự buổi lễ. Niệm ơn quý Phật tử đã phát tâm cúng dường công sức, thời gian để chuẩn bị cho đại lễ. Các ca sĩ cộng đồng và đạo tràng Phật tử chùa Nhân Hòa cũng góp vui các tiết mục văn nghệ đặc sắc giúp không khí buổi lễ thêm phần ấm cúng. Trong phần nghi thức chính của buổi lễ, quý thầy cùng toàn thể đại chúng đã trang trọng dâng hương cúng Phật, tụng kinh khánh đản và thành tâm thực hiện nghi lễ tắm Phật. Tắm Phật cũng chính là tự mình gột rửa tham sân si, gọi rửa hận thù để giữ thân tâm an lạc, hướng thiện. Buổi lễ đã thành công, mang lại niềm vui tươi, hoan hỷ cho mọi người, bà con và các vị khách mời